hoàn hảo quá xuất thần. Bravo đã cướp bóng vàng của Salah. Đó chỉ là một vài minh chứng trong số rất nhiều lời khen ngợi dành tặng cho thủ thành Claudio Bravo sau những gì anh đã thể hiện ở trận tranh siêu cúp Anh giữa Man City và Liverpool vào đêm 4 tháng 8 vừa qua. Trong một thế trận ép sân mà Liverpool đã tạo ra, đặc biệt là trong hiệp 2, các hậu vệ của Man City đã gần như mất phương hướng trong việc chạy theo các tình huống phối hợp lên bóng đầy tốc độ và biến ảo của lữ đoàn đỏ, để rồi khung thành của Claudio Bravo liên tục phải đặt trong tình huống báo động cao. Nhưng may mắn cho các nhà đương kim vô địch Premier League khi Claudio Bravo đã biết cách cứu lấy toàn bộ trận đấu cho đội nhà bằng những tình huống bay người cứu thua không thể xuất sắc hơn của mình. Ngoài tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1 của Matic vì sai lầm trong khâu kèm người của các hậu vệ, thủ thành người Chile đã không để được cốp có thêm cơ hội ăn mừng lần thứ hai, dù không ít lần phải đấu tay đôi với Salah hay Saguiri ngay trong khu vực 16m50. Hòa 1-1 sau 90 phút, hai câu lạc bộ bước vào loạt luân lưu và lại là Claudio Bravo đã lên tiếng với pha đẩy bóng thành công, quyết định trước loạt sút của Wijnaldum để giúp Man City giành thắng lợi với tỷ số 5-4 sau loạt đấu súng cân não. Với những gì đã làm được, có lẽ sẽ không sai khi khẳng định Bravo chính là người đã mang về cho Man City danh hiệu đầu tiên trong mùa giải 2019-2020. Đáng nói hơn, khi điều này có thể đã không xảy ra nếu Man City bán đi gánh nặng 36 tuổi này trong mùa hè vừa qua. Cần biết rằng trong hơn một năm trở lại đây, Claudio Bravo chỉ còn là lựa chọn số 2 trong khung gỗ của Man City sau khi Edison Mowbray đặt chân đến Etihad với bản hợp đồng trị giá lên đến 35 triệu bảng. Chấn thương trong giai đoạn đầu mùa 2018-19 càng khiến cho ngôi sao 36 tuổi gần như bị lãng quên và thậm chí là đánh mất cả suất dự bị vào tay tài năng trẻ Moritz. Những tưởng Bravo sẽ phải ra đi và nhất là khi bản hợp đồng hiện tại chỉ còn kéo dài đến năm 2020. Nhưng sự đời thật quá nhiều điều khó nói. Khi ông lão người Chile vẫn chưa thể tìm được mái nhà mới cho mình, anh lại ra sân và tỏa sáng một cách không thể rực rỡ hơn. Liệu rằng đây sẽ là lý do để lãnh đạo của Man City gửi đến Bravo một phần thưởng xứng đáng trong thời gian tới? Hãy cùng chờ xem!